người thích thật. Đúng rồi đấy. Anh mua từ lúc bé. Cái lỗ là phi ra ấy, anh làm từng rêu bên này ấy. Rồi anh hiểu rồi. Xong là thêm cả mấy kia, nó báo 25 triệu rồi. Lúc anh thả nhiều chim nữa rồi. Đâu, bởi vì mình đang tình xong rồi mình nghĩ chim nữa hiểu, được đó rồi. Rồi. Anh móc lên lại bao tháng anh ra. Anh làm những cái nó đơn giản thôi, chim này đừng rồi. Đừng nghĩ là phức tạp như là tiểu cảnh nhiều như là mình làm cái ấy. Mà hiện tại anh để như này hợp lý rồi. Hợp lý thôi. Có cần làm thêm gì không? Em nghĩ có một cái cành đua ra ở đoạn chỗ giữa giữa này cũng được. Cành đua ở chỗ nào? Ở giữa này này. À, giữa này đi. Vâng. Mình làm cái cành dây quấn đó, dây leo. Dây leo hoặc là một cái cành anh từ đây này cắm ra kia này. Cắm chéo chéo ra kia một chút. Là... từ cái góc góc đấm khúc gỗ anh vứt trong kia. Đó. Hôm trước bọn làm cây nó cho anh. Em mà không nhận ra cây giả. Em không nhận ra được thật. Em tưởng cây sung ấy. Đầu tiên em tưởng cây sung hoặc là cây gì ấy. Hợp lý, công nhận, đẹp. Anh làm hai củ rưỡi. Cái cây giả là... hay thật, công nhận. Hay là anh làm thêm một cây giả nữa từ đây đi ạ. Không biết. Hay để khúc này. Không, khúc này thôi. Mình khoáng anh ạ. Số này mình cần khoáng để xem. Mà theo em mùa đông ấy, anh vừa lắp thêm, anh vừa bắn thêm một đợt nữa là chỉ kia hôm trước mưa vào. Em thấy rồi. Anh định nó bảo nó bắn cho ở cái tầng cao nhất này mà, nhìn cái tầng nhỏ nhỏ này. À, anh rồi, em hiểu. Dọc vào đây để tránh mưa. Hồi xưa nó làm cho anh ấy cái mái nó thừa ra tầm 30 phân, anh bắt được cắn đi ấy. Cái tấm này của anh là cái tấm nhựa bình thường đúng không? Đúng nhưng mà mỏng mỏng mà cuốn vào. Đúng rồi. Vâng vâng. Mới đầu là nó thừa ra 20-30 phân, anh bảo cắt đi ấy. Vâng. Thế tự nhiên cắt đi, hôm trước mưa nó ướt hết vào bên trong. Nó hắt vào quá. Dính. Đúng rồi, anh nên đậy vào như thế thì mùa đông nó kín hơn nhiều đấy. May là cái góc này của anh rất hay đấy. Nắng nó chiếu buổi sáng rồi đây đông, từ đây sang tây. Hay lắm, cái chỗ này của anh hay mà. Nó chiếu đúng một buổi nắng sớm ở đây rồi, nắng vâng. Trưa, nắng chiều không dính. Vâng. Nhưng mà con này nha, cái góc này nha lại rất là kín gió luôn. Đúng rồi. Góc này nha, anh kín gió mà. Góc này nó đã có tường bên này, tường bên này, tường bên này bao rồi. Ở trước mặt đây thì làm gì còn gì nữa đâu. Nhưng mà theo em mùa đông là có cần cái gì che mà. Em nghĩ là mình nuôi AV là mình cứ nuôi tự nhiên nhất có thể thôi. Thế thôi. Bắn ở trên kia là cũng là kín đáo lắm rồi. Còn đâu ông nào mà đi cũng phải chịu. Em nuôi bao giờ bóng đèn với cả em cũng bao giờ che đâu. Mình nuôi mình ngắm là chính, nhưng có phải là nuôi cứ bóng đèn với che chắn nào em không thích. Không thích vào đây không đấy. Cứ hai ngày là hết. Nhưng mà cuối cùng là nó cũng không giải quyết gì nhiều. Đúng rồi. Đúng là tự nhiên nó ăn sâu thành bỏ cám nhá. Bỏ cám hỏng hết. Một số con mới vào cám thôi, khi mình cho nó ăn sâu, nó ăn quen sâu rồi nhưng nó lại bỏ không ăn cám nữa. Vâng đấy. Thế là bây giờ anh kệ để đấm, anh còn để một thay dưới kia đây. Chỗ ăn ăn được cái đường cái tiền kia. Vâng. Anh còn một cái chỗ để uống nước nha, bọn không uống, bọn toàn uống ở chỗ cắm như vậy. À vâng. Anh toàn phun nước vào đấy, sáng ra. Đúng rồi, mình cứ làm thế cho nước cho nó tiện anh ạ. Bỏ vào đấy, anh đổ phân đi thôi. Rồi. Anh mua thêm cả ống sáo nữa rồi, ống sáo bằng lứa ấy. Vâng. Sắp sửa đường dây điện anh đang để chờ cho anh cần anh bật lên phát là nước nó chảy. Và
chảy vào cái chậu ấy. Vâng. Ô, con nào tắm hay quá anh nhỉ? Nhẹ nhàng này đó. Con này là anh đang cho ăn sâu nhiều, bắt đầu là ham ăn sâu. Vâng. Ham sâu thì đúng rồi, cái loại dòng xòe này nó là cái loại mà nó rất thích ham sâu dưới. Phân nó ỉa nhiều quá, cái kia anh mới đổ thêm cát vàng này đấy. Để cho đỡ hôi ấy. Ở hôm nào nhá, nắng lên tí nhá là anh lấy cái vòi xịt lại, xịt lại. Phân ở trên mấy cái lá này. Vâng. Loại chua hết xuống. Đúng rồi. Cái nào không chua xuống thì anh bảo bán cái việc mà lấy cái khăn và lau hết. Phân anh vừa lau phân một đoạn đấy. Vâng. Ôi nó ỉa thôi. Đấy, nhiều khi là mình nghĩ nó đơn giản nhưng mà đấy làm rồi biết là nó cũng nhiều cái phức tạp chứ. Thường ngày mai là được cái là không hôi. Không hôi, ở chỗ này của anh nó thoáng đấy chứ. Anh xịt thường xuyên. Vâng. Cứ một tí là anh đi xịt. Mới đầu của anh là anh phải hết ngay ở dưới này là anh có thích hàng ở đây đâu. Anh đào bể thì cái nhà bên cạnh mà sợ tự nhiên nóng người ta. Đúng rồi. Ảnh hưởng đến nhà người ta. Vâng. Người ta bắt lùi lại. Một hai phân cũng của anh mà cua dốc ở trong kia được cho ra bể của anh. Thích luôn đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Sau anh nhìn bóng, cái đường khí, biết đúng là cái cây tùng ở đây anh đổ bóng ra đây. Vâng. Nhưng anh nghĩ lại, ngồi anh xem hay mình làm cái lồng ra đi. Là vừa đam mê được mà lại chơi thoải mái. Còn chắc chắn là anh làm lồng AV rồi, trước anh định làm góc bên kia ra. Và anh làm anh vào hết cái khu bên đấy lại, nhưng mà cái chỗ đấy là để phơi quần áo. Góc bên kia từ không đem vào đây được. Ở đây phải công nhận là nó kết hợp với cả nước, cả suối, chết các thứ này là đẹp. Ở đây cũng nhận là anh thả tầm 20 con mà vẫn chưa tầm thoát gì cả. Thì trông vẫn thưa. Anh nghĩ là tầm 20 rồi. Thế thôi. Tại vì nó thải nhiều lắm ấy. Trông nó thải nhiều lắm. Nuôi con được cũng đấy. Con sao màu lú rồi hết. Anh thả những cái dòng này đều là dòng lành thôi. Ừ. Đây, đường đi vào đây. Vâng. Đây con hồng hạnh đây. Hồng hạnh là anh bắt ở chợ khoảng 2,5 tấn. Vâng. Anh cám rồi mà con này phần tinh thần. Em vào em tầm sâu nó cũng chạy ra nó ăn. Đúng rồi. Anh sờ được nó luôn. Không nhận nuôi AV để bọn nó thuần nhanh thật đấy. Thuần nhanh anh ạ. Con nào mà nó thuần rất nhanh. Bọn Quế Lân với cả cái bọn ngũ sắt ở hot hay nhất luôn. Mà nó chăm mốt. Với lại là AV để anh mà nuôi ấy. Một con thuần là gần như nó. Có nghĩa là một con mà nó nhát ấy. Thì là nó sẽ làm tất cả con khác không nhảy. À. Với lại anh nuôi bọn nó sai mà bọn này sai nó vừa thôi. Hai vừa nhau ấy thì nó không sợ không hoảng như dẫn đàn nhỉ. Đúng rồi, anh mà thử luôn một con mà nó to vào đây xem mà nó để mà nuôi của anh các bạn nhá. Dạ. Anh chỉ thích nuôi chim nhỏ thôi. Vâng đấy, từ trước đến nay anh nuôi từ ngoài lồng chiến anh chỉ nuôi chim nhỏ to nhất con xoài lửa. Vâng, anh không thích nuôi chim to đâu. Con xoài lửa anh bắt được ở chợ đấy. Vâng, nó bán cho anh 4,5 tấn, ăn cám rồi phân cám sạch sạch cả ngày. Vâng, còn đấy chắc là về còn tầm nửa tháng sau vào lộ. Đấy, nhìn cái lửa ra. Vâng. Đây là như cái thật luôn anh nhỉ? Trông thật quá. Đó, nhìn rõ chưa? Con chim màu em rất thích luôn nhưng mà chị đấy màu. Em không duyên thôi. Anh thấy nuôi dễ mà, đúng là cho duyên. Duyên ý. Xòe lửa người ta nuôi cực kỳ dễ, anh nuôi chết 2 con. Nhưng mà anh rút ra một kinh nghiệm nào ạ? Dạ, vâng. Nghĩa là mình đã chọn chim ngoài chợ là mình phải chọn chim vào cám. Đúng rồi. Hoặc là mình chọn chim tỉnh nhá, thằng nào bán thì uy tín nữa. Chim tỉnh mà bán không uy tín nó đến nó toàn chưa vào cám. Anh xác định nếu mà vào chợ mà ra chợ mà chim chưa vào cám ấy thì là vừa qua người ta bẫy xong người ta mang ra luôn. Đúng rồi. 100% như thế hoặc là chỉ trong một vài ngày thôi. Nhà anh làm đó lồng chưa để mà anh vào cám thôi. Anh có mỗi một con bó lủng anh đang kiếm cho một con thằng Yến anh mua Nhật Bản. Thằng Yến á. Vâng. Thằng Yến, Yến cổ đen ấy. Vâng vâng. Anh nuôi anh về anh đặt bàn anh ngồi anh uống trà ngồi nghe. Hay thật công nhận. Đây anh che cái tấm mica vào đây đúng không? À. Tấm này. Đây anh chỉ che ở trên khúc trên kia thôi. Thì nó đâu một dọc khúc trên này. Đúng rồi, một dọc cái từ cái thanh kia trở lên ấy. Hôm trước anh gọi thợ qua thì nó bảo là bây giờ không trèo lên bắn vào được nữa em ạ. Ừ. Vì cái mái nó yếu quá. Đúng rồi, mái hơi yếu mà. Bây giờ trèo không có chỗ để trèo rơi xuống để cá này. Đúng rồi, đúng rồi. Em thôi anh không bắn nữa chứ. Nhưng mà tôi mưa nó hắt vào một chút không sao mà. Không sao. Khi nó bay sang này. Mấy hôm nào mưa to thì nó rồi. Ở đây anh có cho cái chỗ nó ăn hoa quả không anh? Đấy, hoa quả anh đây, đúng rồi. Em đấy. Cái cắm này đúng không anh? Đấy, anh bảo bọn nó bắn đấy. Cái này cắm nó đơn giản mà hiệu quả. Cho anh hoa quả bắn vào. Vâng. Đây là con chim hồng hạnh mọi người nhá. Con chim hồng hạnh này. Ok, và ngoài ra thì ở đây thì anh có thiết kế một cái cửa sổ. Mình gọi là cửa sổ nhỏ nhỏ nhá.
để treo thức ăn này, cũng như là treo hoa quả ở đây. Đây là những quả đu đủ để cho những con chim ăn. Đấy, thực sự là nhìn nó rất là tự nhiên mà nó đẹp mọi người ạ. Mình không thích cho vào khay, nhưng cái khay mà kiểu dạng như khay cơm ấy thì mình nhìn nó lại không có tự nhiên lắm. Vậy nên là mình thích kiểu cắm nhẹ hơn. Và mình đang chỉ đứng đây thôi, nhưng mà ngay lập tức là con chim chi chi màu nó ăn quả này. Đây là lần đầu tiên mình thấy chim chi chi màu ăn quả đấy. Bình thường là mình thấy dòng này nó ăn đa số là sâu, nhưng mà thấy bây giờ là chúng nó ăn cả hoa quả nữa. Khả năng là ở trong AV thì nhiều cái trường hợp là chúng nó có thể là học cách ăn của nhau mọi người nhá. Thì ở nhà mình nhiều con chòe hoặc là những con mi ấy, thì nó vẫn thường xuyên ăn hoa quả của những con chim trào màu, của những con chim khuyên. Mình thì vừa chui vào hẳn chiếc AV này để có thể quay cũng như là ngắm kỹ càng hơn về cái setup cây cối ở trong này. Thì diện tích của chiếc AV này thì chiều dài cỡ khoảng tầm 5m mọi người ạ, 4-5m thì đấy. Và chiều cao thì cỡ khoảng tầm 3m rưỡi. Chiếc AV này đang có cái diện tích tương đối ok so với cả cái khu vực sân. Và anh chủ cũng vừa cho ăn một chút sâu này mọi người này. Một chút sâu thì ngay lập tức là con chim hồng hạnh nó xuống ăn luôn này. Sau đấy là những con chim chi chim màu. Đấy, và tiếp tục là con chim quế lâm. Đấy, con chim quế lâm, những dòng chim mà nó cực kỳ là nhanh nhẹn và tiêu biểu để thả AV. Tuy nhiên là cái dòng chim hồng hạnh này thì nuôi cực khó, vậy nên là cũng một số ít người có thể nuôi được thôi anh em nhá. Trong này mình tính ra cỡ khoảng tầm 15 loài chim khác nhau nhá. Ở trong này thì không con chim nào giống con chim nào. Trước mặt mọi người đó chính là một con chim họa mi mắt vàng. Loài chim này thì hot cực hay luôn và cũng rất ít. Tiếp đến đó chính là chim chuẩn nước đôi đỏ mọi người nhá. Đấy, thì con chim mi họa mi mắt vàng ấy, thì nó chỉ xuất hiện tại một số tỉnh ở Việt Nam thôi, chứ không xuất hiện quá nhiều nơi nhá. Vậy nên là chắc chắn là sẽ rất ít người biết đến dòng chim này. Và mình cũng yêu thích loài chim này rất lâu rồi, tuy nhiên là vẫn chưa được sở hữu nó. Đấy, hot giọng thì như là họa mi luôn. Và mình đặt camera ở đây một chút nhá, để cho mọi người ngắm những chú chim nó ăn như thế nào. Ăn những con sâu đã được rắc trên khu vực mặt nền. Đấy, về phần bố trí của cây cối trong này thì mọi người thấy có chia thành các tầng lớp cây dưới thấp và những cái tầng cây cao rất là đẹp. Ok, bây giờ thì mọi người cùng ngắm một chút nhá. Để chúng đặt lên này. Con nào mà giúp nó chui ra được ngay. Đây. Đúng rồi anh ạ. Em nhìn góc này đi. Đúng không? Góc đấy, khả năng góc đấy đấy. Anh phải nhồi từ ngoài vào. À ngoài không vào được kìa. Quái viên nó nó đúng cái mũi vào thôi. Được, anh cho cả chậu cây vào được. Wow, ok chưa? À đây này anh ơi. Cái khe trên như này mà anh không chui đâu em ạ. Trong người không chui đâu. Khe này em bảo anh là nếu mà chuột nó bay nó bay vào mà được. Mà nó lại xong như này nhá. Anh đang nghi chỗ này vì sao? Những con giúp bụi nó mới chui ra. Một là tiểu mi, hai con này. Hai con đấy nó không bao giờ bay lên cạnh này cơ mà. Anh mới phải cho một cái khay đây này. Nhưng mà khay dưới này anh đang bị xịt nước vào, anh chứa cây rồi bị cám bay rồi. Trên này nguy hiểm quá anh ạ. Trên này nguy hiểm đấy. Chuột nó men vào được. Anh phải để ý trên ý.
trước là khu đường này anh này. Vâng. Anh vừa gọi gọi đến bắn cái bít tại đây là. Đang chưa thấy cái kiểu mi đâu. Không biết là cái toi nó hốt này không? Con huyết đẹp nhờ. Hay đấy. Bốn lốp. Vâng. Cái dòng này cũng là Đà Lạt đấy chứ anh? Đúng rồi, Đà Lạt đấy. Ok đấy chứ. Form lông ôm đấy. Vâng, form lông ôm đấy. Vâng. À ngày xưa anh cũng nuôi gà trọi à? Thế anh không thiếu món gì đúng không? Cun chè này nó đỏ, da nó săn. Nhưng mà nuôi bọn này nó thanh cảnh, nhà nó gà trọi nhiều. Không có lòng anh cho con ấy vào đây nó đặt dẫy cái này của anh. Lòng ở kia nhỉ? Chắc chữ Trung Quốc rồi là chữ Tàu, rồi là từng cái hoa văn một. Quá kỹ luôn. Ông Trinh rút con đầu màu vào, con võ tiến đầu màu vào. Đây rồi, anh cho nó vào đây. Thế nên nó là sắp gãy mất cái cầu này của anh. Con cứ thích ngoài này. Rơi lại hết một hạt. Hạt ở chân này đúng không? Ừ. Ớt đầu. Lòng người lâu không nuôi. Xả giữ gì. Nó vào văn kỹ gì anh nhỉ? Ý thật. Lúc này anh mua 12 triệu đúng không? Lúc trước là anh mua quyền này. Không, anh nuôi Thạch Yến. Thạch Yến à? Thạch Yến cổ đen. Anh làm coi anh đặt bàn này nó hot này. Đẹp thật. Chú quá kỹ luôn. Đó. Nhau đấy, nó dậy cơ, nó phải lửa vào đây rất là đầu gấu, đầu gấu mà anh, còn này lãnh lãnh thổ cao.
con chiếu màu, à con chiếu má đỏ. Và đấy con to nhất. Mấy khi nữ anh thả mà lồng AV nó ưng vào đến thế. Đến cối nó hót nó vẩy đuôi. Thế ạ? Tim cứ thử tíu nó hấp đúng cái giọng đấy. Ở đây là anh thả mỗi loại một, à mỗi con một loại nhỉ? Ừ, con trống hết. Con trống hết, vậy nên là nó ra dạng, nhìn nó ra dạng. Nếu mà mình thả thêm mái là mình phải làm tổ đúng không em? Không đâu anh ạ, thực ra là để mà nuôi sinh sản được có khó lắm. Sinh sản trong ở trong này này, ừ, có khó lắm. Nhưng mà kể ra mà anh làm được một cái tổ mình làm nó đề co thôi ấy. Ừ. Mình không cần phải làm để nó đẹp. Vâng. Thì nó cũng đẹp anh ạ. Hay mua một cái tổ đề co à? Vâng. Nếu có cấu chui rồi em đưa nó chui rồi. Nó không bao anh ạ, chỉ đường con thôi. Không đa số là em cũng không chui đâu. Thế thôi anh để kiếm nhìn. Vâng. Tưởng để chui vào. Làm được mấy cái tổ đề co mà mình gắn được trên tường này. Người ta có cho gắn không? Thoải mái mà. Thế ạ? À? Đấy. Gắn được trên tường khoảng mấy cái thôi là anh nhìn nó đẹp ngay mà. Nhìn cái AV của anh nhìn nó nét hơn nữa nhiều. Mấy cái tổ anh đừng sơn gì là được. Đừng sơn gì. Tổ gỗ thôi. Gỗ thôi. Gỗ. Tổ gỗ. Tổ gỗ chuẩn nó. Nhìn nhìn nó đúng màu gỗ ấy. Nhìn nhìn nó nét lắm. Đúng không? Mình nhớ là bắn được góc bên kia đúng không? Ví dụ góc kia cái này, ở đây một cái, đây được cái. Anh cho mỗi, nói chung là đừng cho nhiều, cho khoảng tầm 4-5 cái thôi. 3-4 cái thôi, em nghĩ là đẹp. Ví dụ cái chỗ kia này, cho một cái cực đẹp luôn. Cái chỗ cái canh kìa. Chỗ nào? Bắn trên tường luôn đúng không? Anh bắn trên tường luôn cho em. Là đẹp. Ủa anh cứ phí điều cửa nhỉ? Hồi xưa anh nuôi nhà anh ba cổng à? Ủa hồi xưa đằng sau hay quá. Vâng. À, vâng vâng. Xưa anh nuôi gà trọi anh đem vào đây thả. Vâng. Khó anh mang ở đây. Nuôi gì đỉnh quá, phải là kinh chóc có việc nhiều. Vâng. Vâng. Hay quá nhỉ? Các khu vực các bác lãnh đạo đây tham mà vâng em thấy rồi con tàu màu tây bay về đây anh bảo có sóc chiếc các thứ lên bảo cũng lạ cái chỗ này chắc là nó phải yên bình với cả nó phải ok lắm đây anh em ngồi một lúc nữa nhá đôi khi em thấy sóc sẽ qua ngày lạc chắc đó có nghĩa là phải có cái an ninh tốt thì bẫy chim ấy cò các thứ vào đây, đây. Chim ấy bạn anh bảo là ui có rất nhiều trò màu hay mày cho tao bẫy anh không cho bẫy luôn đúng rồi ở đấy nhưng chim ở nhà anh là anh không cho bẫy khu vực em thế ừ. Trong nhà mình đi bẫy chim gì vâng rất thành chim đậu mình cho chim nó vào hiện nay trong này là cái con này là giá trị nhất đấy con này đang là giá trị nhất à con cu à nhưng con kiều vẻ to nhất đồ to. Ừ. Con đấy con đực con vàng kia to nhất cá to là người ta chơi cả cái là nhiều à chơi nhưng cả cái chơi một số con cá đực để cho nó không bị om trứng ấy vâng cá nó chửa con kia đang chửa kìa vâng để không bị om trứng tại vì em nhìn cái dáng người con cá đực ấy nhìn nó dài dài chứ dạ vâng nó sẽ không béo tròn bằng cá cái nhìn nó cá cái nhìn nó người đúng rồi nó cứ mập nhầy mà vâng. Nó chưa lên hết size đâu đây cá cái hết hầu như bể anh cá cái hết bể này của anh sâu cũng phải tầm mét rưỡi không mét rưỡi đấy. Cá đực cái nhìn cá đực người nó hơi dài dài thôi. Vâng. Nhà con này phát triển tốt. Đẹp quá. Anh lại còn nghe cái nhạc này nữa thì nó quá chuột bài nhỉ? Kia là oxy. Phủi dưới lên. Còn đây là nó lọc sủi. Lọc ở trên này. Đây là hút mặt. Hút mặt nghĩa là lá em nhìn lá nó rơi xuống nhá. Vâng. Nó sẽ chảy vào hai cái mặt này anh cầm máy nhấc ra vâng còn đâu là hút phân là mấy cái lắp đen thì sao lại không nhìn đấy vâng vâng đấy hai cái mặt kia là hai rồi, mặt hút phân cái này phân cái tròn tròn là nó có thổi luồng ở dưới đáy xong rồi nó lại hút xuống cái này của mình như là cái giá đúng không anh như là cái rổ đấy ừ, nó như cái kiểu cái rổ vâng vâng làm kiểu đấy đen nhìn nó lá sôi rồi vâng bên kia nó đẩy ra rồi thì nó chạy vòng quanh này thôi đây luôn à luôn đây rồi luôn thổi góc kia đây đúng rồi nó hút vào kìa tuần hoàn hay thật
nước của anh mà ổn định thêm một thời gian nữa, trong như suối đây chưa được trong lắm. Cái này nếu mà có mình có cái cống kia chắc là cái thoát chảy ra nhỉ anh? Đúng, chống cái, tràn cái dâng nhá. Nghĩa là nếu mà mưa to nó không mở tràn được hết cá của anh ra là nó hút hết nước vào đấy. Đúng rồi. Chống tràn. Nói chung là nếu mà lại làm một cái AV mà nó uốn cong này, em thấy là nó lợi cái thế là nhìn nó thẩm mỹ hơn, mà nhìn nó rộng hơn rồi. Nó không gai góc nhưng là cái vuông. Anh bảo là uốn hết đất cho anh ấy. Vâng. Nhưng mà may mắn là cái đoạn này của anh nó cũng cong như thế luôn. Đấy. Nó lại phải uốn cong như thế. Nó lại đúng góc đúng cái tầm của nó. Ôi chào màu kia nó múa kinh anh nhỉ. Đâu? Em thấy nó chiến nó múa nó còn xà cánh các kiểu kìa. Ôi lên nhiều chào màu lắm. Hay lắm. Nhiều chào báo hay. Mấy hôm mình trên cái chỗ lóc ở nhà anh là có mấy con cu gáy nó bay nó đậu trên này ăn thóc luôn. Thế ạ. Chỗ này phải nói là cái môi trường sống với cả cái không gian tốt, an ninh tốt nữa thì nó có nhiều đây. Theo em anh muốn lên trồng mấy loại cây leo trên mái. Được anh ạ, em thấy được. Đặt mấy cây leo để cây nó rủ xuống đi. Nó hơi rủ xuống. Cái cây gì em lại quên rồi, nó rủ cả một mảng xuống ấy. Thì nếu mà anh đặt ấy, thì anh đặt ví dụ cho em là ở cái góc bên kia kìa. Đặt một chậu bên này. Đúng rồi, một chậu. Ở cái góc bên kia kìa, đừng đặt về trước mặt mình. Wow. Thì nó sẽ bị lấp ấy. Nó tự leo sang. Vâng. Nhưng mà có sợ đến mùa hè nó che hết nắng của nó, che ánh sáng không? Anh không sợ mất ánh sáng đâu, cái chỗ anh quá sáng rồi. Một cái khoảng rộng như này cơ mà. Khoảng rộng như này thì anh không sợ. Sợ mùa hè nhiều lúc nó rực quá. Không, nó rực quá. Cái chính ra cái nó với gọi là mát. Nó với tự nhiên là mát. Cho anh trồng một chậu này. Anh trồng một chậu nhưng đặt trên kia. Vâng. Mình vắt lên phát là vắt lên. Lan hết mà. Cái này của anh á, thứ nhất là cái chiều cao nó cao, nó hấp thụ ánh sáng nhiều. Ấn Độ đúng không? Đúng rồi, chuẩn cây luôn. Nó như cái rèm ấy. Bên kia là trồng. Đấy. Thì là cái này của anh là nó cao rồi, nó hấp thụ ánh sáng nhiều, tạt về được thoải mái, anh không sợ đâu. Cái lồng anh làm tiêu chuẩn 3m7 đấy. 3m7 là cao đấy, ổn. Ừ.